Nhà hôm nay trước ra rất là sớm nha cả nhà. Trời ơi, nay đem bánh chén ra bán nữa. Ta nói chứ bán lỗ cũng bán thôi chứ. Chửi tan nát hết rồi, chửi tan nát hết rồi. Chửi gì? Sao bị ai chửi chứ? Ai chửi chứ? Mẹ, ông nhiều. Nè bên ông bịch á. Quen biết đây là qua ra quán mua là bán 20. Vui vẻ đúng không chứ? Không nhiều lắm chứng nha, nó đưa có 2 bịch mà dám nó 3 bịch. Ai vậy? Đâu. Trời ơi, một bịch rớt ngoài đường kìa chứ. Kìa, rớt ngoài kia nè. Thấy gì chứ cũng tội. Tội chưa xử á. Đúng rồi, hôm qua đi ăn mà cứ qua bàn khác ngồi hoài. Hôm qua cái bạn đó cùm lên con đó, nó đang ăn nó không được yên ổn. Thì chứ qua quấy rối quá. Nước uống má chồng ơi, qua đây ngồi nè bà Việt Kiều. Không phải Việt Kiều đâu. Chị này đâu Việt Kiều đâu. Chị này bên Mỹ Tho xuống. Mỹ Tho nhà Tuấn Nguyễn à. Chị chồng rồi đó. Đúng rồi, chị chồng thiệt đó. Chửi cô căng nát hết rồi. Chửi gì? Cũng mua cho bà cái lắc. Ủa mới mua lắc luôn hả? Ghê vậy. Dạ. Mua nào? Mua nào vậy chị chết. Ủa đeo đắt luôn. Trời, dứt mới sắm vàng cả nhà ơi. Mất bịch rồi, lát là làm tiền chết. Nè đây một bịch nè. Nè, bịch khăn giấy nè. Có 2 bịch à. Ui, chức mới mua cái cọng lắc này khi nào chứ? Mệt quá. Ủa ai dẫn chức đi mua vậy? Làm phiền quá. Chê? Làm phiền. Mà ai dẫn chức đi mua, trời hôm nay chức sắm lắc nha cả nhà ơi. Đó, chức. Đó, chức lên đời, đời nha. Cưới ai vậy? Dạ. Quỳnh á. Cứ y vậy quá. Ồ hôm nay chiếc tới lắm nha, đâu có chiếc lắc cái lắc này. Ồ, lắc chồng đang la kìa. Lắc này lắc giả lắc hay gì nhất. Mệt quá. Con thử thôi, con gờ lấy vía rồi chứ. Ai vậy? Chồng bị à. Ồ, cái này thiệt nha cả nhà đó. Đeo đồ giả mà. Đồ giả, giả. Trời ơi, câu nước đậu má mới dớt bánh tráng đi ra. Chưa con bán có, mặt con mà. Có giả làm sao gọi là giả. Mày ăn cắp phải không? Gì? Chưa bán mất mặt. Quên chồng tới với má chồng. Trời đó, vợ của ông á thì bán số á. Trời quên ơi. Sao là gặp chồng nói chuyện vậy? Quên cục lô luôn á, buồn ghê ông má. Qua đây đi. Con má giải đứa khác con má. Kệ đã chồng. Dạ, tôi ở đây chỉ còn Quỳnh với Cầm mà ông coi lấy tôi đi. Căng quá, căng quá. Ăn cơm chưa? Chưa. Chưa hả? Mua sầu riêng không? Cháu đi mua sầu riêng về. Ôi, trời ơi, bà chọn đúng thật đi. Đó, hôm nay chức mới vô khúc nha, nay sắm vàng luôn. Ủa vàng này mua vàng giả mua ở đâu chứ? Kim Liên hả? Chợ Kim Biên hả? Kinh quá. Cháu làm chai nước uống coi. Bà cháu nói nghe nào. Dạ. Đó là cái tài nhất thôi chứ mà. Tài chức nhất thôi hả? Ừ, vì chức là ai làm lại chức nữa. Vì chức càng được bị chửi là chức càng có tiền. Đúng không chức? Uống chai nước ngọt thôi chứ nha. Lấy dĩa rồi chứ. Mày chồng nó đi. Mẹ mày cháu ngày thì cứ kêu nó hoài. Lấy dĩa đi. Nè kêu má chồng pha nước cho uống đi chứ. Nước uống đi. Ừ.
Kìa lại chồng mày mua kìa. Mày gặp chồng lắp rồi vậy. Đủ ông dạng gái lấy mẹ vợ nữa chết ác. Trời ơi. Anh ơi mua giùm em. Nắng thôi măng ơi tâm sự với anh. Ủa thấy chị chồng mày chưa đẹp không? Đó hôm nay Nguyễn Ngọc Hận. Chồng mày tao bán cây trúng rồi đó. Chiều nay là bán rồi cũng trúng đi không lấy mày. Bán cây nước cũng uống coi. Mua quỳnh rồi lát khổ uống hộ nó. Ôi chắc vẫn ngồi đây nha, giờ này gì chắc chưa bán ở này. Má chồng quá trời xe máy luôn chứ. Lấy chiếc bán đi gì chứ. Ủa mày giờ chắc giờ nó gõ nè, hôm qua chắc làm gì bị chồng chửi. Chưa hết vô hỏi thăm bà nội chắc chưa. Với cái gì nữa nè. Chửi suốt đêm luôn á, nó chửi chân rồi, chửi ơi gì. Đó lại chồng mua, chồng thấy tội bắt ghế đó, ngồi với chồng đi mà. Ê! Ngồi với chồng. Đang bị chửi tan nát rồi kia rồi đó. Bây giờ chức lấy gọi chồng lại thử đi. Gọi chồng thử đi. Sao vậy? Chết rồi. Chỗ đi. Má kết bạch rồi mẹ cắp rồi nè. Chiếc đèn con mấy bạch? 3 bạch. Thôi còn 2 bạch chở đi sao mất bạch. Kỳ vậy? Biết à, không có lấy cho bạch trà chân không, không biết nữa. Qua bả múc 2 ca đá con cất nước quá. Không cũng là có đá đâu. Không nhiều kìa. Thôi chức ra đây ở làm nụng làm nịu à. Tính chán này cay không vậy? Mòn lắm. Cay không? Ờ, dở hẹn. Đổ gia đình rồi trộn ngon lắm. Quên! Trộn ma ma cho chị chồng ăn. Chắc bỏ hồi này cay. Cái nào ớt bỏ ra. Cay không, cái này ớt. Muối. Muối. Ớt nè. Là... 20 mất tiêu cái bạch trời. Trời ơi. Chồng của Quỳnh nó bán này có 10.000 à bạch nó chén. Mới xỉ có 5.500 à. Không. 5.000. Ông Kinh Quỳnh lấy cày qua Quỳnh ông à. Một gà da rẻ lắm mà 1.000 trứng mà. Chứ cút có 3 đồng trứng à. Không không. Cái này là bánh chén ngon gì chứ. Chai chú qua mẹ con anh. Qua gỡ 5 chai bển á. Quỳnh chén. Ông chở sao mất cái bạch trời. Nó đền con chết luôn á. Chở gì trong cái đó. Bao đó là chờ làm một thời gian. Ôi đem mày á văn lận mày ơi. Cái bao đó là sao vớt được. À. Rồi trả lên dứt về vị trí cũ nha. Bao đó là sao lọt. Nghĩ sao lọt ra. Ai biết. Rồi cái bao sao lọt. Nếu mà lọt lọt hết. Hỏi kỹ đi muộn đi. Nhiều khi gì ta nói hai bịch mày chứ nghe lộn ba bịch. Lọt đâu, nếu lọt hết thì đâu có... Rồi sao bánh chén nó cứng vậy ta, cứng nhất vậy? Vì cháu mình mà... Không, hôm qua đi ăn non gì chứ? Dở quá, ăn quán dở quá. Dở quá, sao dẫn gì chứ đi ăn gì chứ cũng chơi trời. Hôm qua có đi ăn đâu? Trời ơi, đói đi ăn. Đói đi ăn, tự hợp gì luôn. Chửi tan nát luôn á. Nó qua quýnh ở nhà cầm. Nó qua quýnh tàn. Tao bây giờ gọi là ảnh đi giờ con là cháu con sẽ ra. Trời ơi, là ảnh đi quýnh coi. Trời ơi, con ngủ nhà đàng hoàng mà. Mới thức cái mà mặt đậm cái mắt đỏ mới giờ. Qua thức cái mấy giờ? 9 giờ mấy. Thức cái 9 giờ mấy. Nói chuyện trên trời rớt xuống như trời. Ông này chở đi vi ôm nè, mới có cỡ đó đó, anh về nó đầu quýnh. Nghiệp lắm mày chết ơi, không có mà nói có là nghiệp lắm á.
Ủa sao ba bịch vậy? Ai biết đâu. Ê, một bịch chủ mà sưng tôi cho bả đó. Ơi à, vậy rồi bịch này của gì? Bịch này của gì sưng nè. Qua cô bị xin cho. Ăn bánh đi gì? Với lại tôi cho nữa. Mời chị đi, chị anh Tuấn Nguyễn đi, chất chị hai. Ủa bà chị Tuấn Nguyễn. Thiệt mà. Thiệt mà. Thiệt mà. Quên chị chồng, chị chồng. Tiền đâu mua má để mà chị chồng ăn bánh rồi với lịch thử tỷ. Trời ơi bánh rồi chị chồng bánh gì mà. Nó bể hết rồi trời ơi. Trời ơi nhiều làm gì bánh cô bể hết vậy ba. Thôi chứ ăn ăn đi đừng có lụm vô. Ăn đi chị chồng. Ăn đi chị chồng. Lấy lọc trời ơi. Ăn đi con dễ bá chị bá cọ. Bá chị bá ngọn. Ngọt xài đi, mỏng mỏng ăn nha. Ngọt xài đi. Nghĩ ơi, có tiền mà trời ơi. Hôm nay mua kim chích nè, 350, cốt chích vô. Chích vô, mai mua nhiều lắm, chích rồi. Tối bà đó mua bán với chú. Nó gặp ngày nào, gặp ngày nào chứ cũng hoang gì chứ. Cô năm. Mua ống chích với kim, đỉ mẹ mày chuẩn bị đi. Ủa sao không cho con năm vậy? Mày đâu có đó đâu bạn. Bánh này ngon mất tiền. Mua có tiền mua thuốc mà không có tiền mua thuốc luôn à. Vậy à. Phải ba trúng nhiều là phải chơi nhiều. Còn ba trúng với số không? 5 triệu một cờ. Ai trúng? Bà đó. Trúng được 12 cờ. 6 triệu à. 60 à. Ờ 60 triệu. Không muốn lầm đúng không? 9 muốn lầm. 60 triệu thiệt đó hả? Thiệt. Mày sao? Trời lé luôn á. Số đó uống lầm cắm lầm mụn ai lấy á. Bà lấy bà chú. Cả đời này chứ lấy vậy? Con Ngọc á hả? Chị. Cả đời này chứ cầm 60 triệu trên tay chưa? Chưa hả? Rồi chứ đưa vàng đây con bán hết rồi chứ cầm 60 triệu trên tay. Vàng chứ được 60 đó. Chịu không? Đó hôm nay ngày mới nha, chị chồng của anh Tuấn Nguyễn ra chức hết hồn liền. Đó gừa ra cái là có vàng cho chức liền.